Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chủ đề nói về một cái tên tráo trở chống cộng 30 năm, viết sách lên án tội ác đảng Cộng sản, lên án chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 30 năm thưa quý vị. Thì tên tráo trở này đã tìm mọi cách để mà đánh tráo khái niệm, lường gạt những người trong nước, kể cả thay đổi cái ngày sinh của mình từ ngày 9 tháng 5 1962 thì tìm mọi cách đổi thành ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Bác Hồ, thưa quý vị. Một kẻ mà chửi Bác Hồ hơn 30 năm, chửi đảng Cộng sản hơn 30 năm, bỗng nhiên một ngày đẹp trời xưng là mình có ngày sinh là ngày sinh của Bác Hồ. Thì cái sự tráo trở đó nó diễn ra trong vài năm gần đây, và có những bằng chứng là Wikipedia đã ghi nhận là ngày sinh của Hoàng Duy Hùng là ngày 9 tây tháng 5, thưa quý vị. Thì quý vị đừng bao giờ tin tưởng những cái tên chống cộng điên cuồng 30 năm tìm mọi cách để mà xâm nhập về Việt Nam, để mà lấy lòng một số người ở trong nước bằng những chiêu trò bẩn thỉu. Khi mà đi với cái các hội đoàn chống cộng thì Hoàng Duy Hùng xưng là sinh ở Phan Rang Tháp Chàm, cùng quê với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, thưa quý vị. Một cái trò lập lờ mà quý vị có thể thấy ở trên Wikipedia. Thì khi Hoàng Duy Hùng bắt đầu tìm cách quay về Việt Nam bằng con đường chính thức, bằng con đường du lịch, thì Hoàng Duy Hùng tìm cách thay đổi ngày sinh tháng đẻ, tìm cách nói láo mình là sinh ra quê quán ở Nghệ An, cùng quê với Bác Hồ, cùng quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn đưa ra những giấy tờ chứng minh ngày sinh tháng đẻ của mình là ngày 19 tháng 5, thưa quý vị, đã làm cho một số fan cuồng ngu xuẩn ở Việt Nam tưởng rằng đây là sự thật, đây là một lãnh tụ ở hải ngoại mà có cùng ngày sinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Đây là cái trò bẩn thỉu mà đã có người lên án tố cáo. Đó là ông Phạm Văn Thành ở Paris, Pháp, đã lên tiếng tố cáo, và nhiều người khác nữa, thưa quý vị. Thì hôm nay lẽ ra là cá nhân tôi đưa ra bằng chứng, nhưng mà quý vị sẽ không tin, do đó phải chờ chính Hoàng Duy Hùng đưa ra bằng chứng trên Internet trong cái clip 99. Thì trong cái phần đó nói về ao hoàng thì lòi ra ao hoàng sinh ngày 9 tháng 5 1962, thưa quý vị. Nó lòi tẩy ra là sự thật là ao hoàng sinh ngày 9 tháng 5, nhưng tìm cách sửa đổi và sinh cái gọi là thế vị khai sanh, thưa quý vị. Như tôi đã trình bày, việc mà mất khai sanh và sinh lại một cái khai sanh khác thì người ta gọi là thế vị khai sanh. Và để có những cái thay đổi thì cần phải có hai nhân chứng. Thật ra thì hai nhân chứng rất dễ dàng, chẳng hạn như là bố mẹ hay là anh em ra khai giang nói rằng ngày sinh tháng đẻ là 19 tháng 5, thưa quý vị. Thì người ta cũng cho thay đổi, vấn đề đó không có gì hết, chỉ nhập vào dữ liệu điện toán của quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ý đồ ở đây không phải là như vậy, mà ý đồ ở đây là Hoàng Duy Hùng luôn ảo tưởng và ngáo đá mình là chân mạng thiên tử, thưa quý vị. Hoàng Duy Hùng mua được một cục đá lân tinh ở Miến Điện, và khi về đêm thì nó phát một chút ánh sáng lân tinh. Thì Hoàng Duy Hùng bị những người bán đá ở Miến Điện bán cho cục đá và nói rằng đây là chân mạng thiên tử, thưa quý vị.
Do đó Hoàng Chí Hùng tìm mọi cách để nâng tầm mình lên. Như tôi có nói, khi đi với những người chống cộng cực đoan, thì Hoàng Chí Hùng nói rằng mình sinh ra ở Phan Rang, là quê của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, thưa quý vị. Nhưng mà khi có ý đồ quay về Việt Nam, thay đổi phương thức đấu tranh, diễn biến hòa bình, thay đổi phương thức đấu tranh từ bạo động, đặt bom, biểu tình bạo động cùng với Lý Tống, Ngô Kỷ, vân vân và vân vân, Hà Văn Sơn chẳng hạn như vậy, thì thay đổi phương thức đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động. Bất bạo động đây tức là không còn bạo động nữa, nhưng mà dạ dàng viết những bài tung hô, viết những bài uống nước đường, coi như là ca ngợi những người trong nước, và đồng thời dạ dàng đả kích những người ở hải ngoại này. Nhưng mà thực chất Hoàng Duy Hùng là cá mè một lứa với các đảng phái khác như Việt Tân, Đại Việt, Phong Trào Quốc Dân Hành Động, Liên Minh Cách Mạng Trắng, đưa quý vị, chẳng có gì khác cả. Tôi sẽ phân tích thêm về việc mà Hoàng Duy Hùng liên minh với Việt Tân như thế nào, thưa quý vị, thì trong một cái clip khác. Thì trở lại là Hoàng Duy Hùng thú nhận là đã viết sách và thú nhận là đã lên án tội ác đảng Cộng sản, thưa quý vị. Và Hoàng Duy Hùng cũng lên tiếng về tố cáo Hồ Chí Minh, thưa quý vị, hay còn gọi là Bác Hồ, nhiều năm ra rã như thế, hơn 30 năm kể từ 1980 mấy, thưa quý vị. Thì một người tù phản động, chống phá đất nước, biểu tình bạo động, bạo loạn, biểu tình tuyệt thực chống cộng sản ở trước tòa lãnh sự San Francisco, dùng mọi thủ đoạn để mà chống phá, cuối cùng thấy chống không xong mà lại có vẻ là không kiếm được tiền, cho nên quay ra chơi trò diễn tiến hòa bình, cách mạng trắng, thưa quý vị, thực chất là cách mạng màu để lật đổ thể chế cộng sản ở Việt Nam, thành lập chính quyền đa đảng, thưa quý vị, nó rõ ràng như thế. Thành lập chính quyền tam quyền phân lập, và những cái chiêu trò phương thức đó Hoàng Duy Hùng đã viết đầy ra và đăng trên rất nhiều diễn đàn, thưa quý vị. Tuy nhiên, do bị kiểm duyệt, do bị bức tường lửa, cho nên một số khán thính giả ở Việt Nam đã không đọc được những bài như thế, cho nên lầm tưởng rằng Hoàng Duy Hùng là một Việt kiều bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà thực chất là Hoàng Duy Hùng là một thủ lãnh, một tên chủ mưu chống cộng điên cuồng hơn 30 năm, thưa quý vị, và là một tên tù phản động chống phá đất nước, đặt bom hạ bệ tượng đài Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Rất nhiều cái tội ác của Hoàng Duy Hùng nhưng mà không được đưa ra đầy đủ, làm cho khán thính giả hiểu lầm. Chẳng hạn như Hoàng Duy Hùng đã từng thục kết, đã từng tổ chức gây quỹ, giành giật tiền bạc, ăn gian nói dối, thục kết cộng đồng và ăn gian nói dối trong các cuộc gây quỹ, chẳng hạn như gây quỹ cho Lý Tống, gây quỹ cho vụ Thiên An Môn, kích động kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Nói chung là những cái hành vi mà người ta không hiểu hết được. Và Hoàng Duy Hùng chơi trò bẽn lẽn, xin lỗi nhẹ nhàng cách đây chừng một tháng mấy. Nhưng mà tôi có nói rất rõ là nhiều người ở Việt Nam lẫn ở hải ngoại không chấp nhận cái lời xin lỗi đó, thưa quý vị, vì nó không thực chất, nó đại bôi và nó láo xạo. Đó là cái mà tôi muốn nói lên là tại sao Hoàng Duy Hùng vẫn bị những người trong nước và hải ngoại chống đối. Vì Hoàng Duy Hùng đánh phá hơn 30 năm, trong khi người ta mới lên tiếng một hai cái clip, thì Hoàng Duy Hùng
quy chụp cho người ta đánh phá mình, trong khi thực chất Hoàng Chí Hùng gây tội ác hơn 30 năm. Do đó, trong 30 năm tới, nếu có người đánh phá Hoàng Chí Hùng, tôi nghĩ cũng bình thường thưa quý vị, vì Hoàng Chí Hùng đã đánh phá hơn 30 năm, tôi xin lặp lại là đánh phá hơn 30 năm. Và Hoàng Chí Hùng là một tên vô tích sự, chưa bao giờ làm cái gì ở Việt Nam cả thưa quý vị. Hoàng Chí Hùng lập một dự án ma lừa đảo ở Việt Nam là đường bay thẳng từ Đà Nẵng qua Houston thưa quý vị. Tôi xin tố cáo đây là một dự án ma. Tưởng tượng Hoàng Chí Hùng hoàn toàn không có một cái thẩm quyền nào ở phi trường Houston của Mỹ cả. Và Hoàng Chí Hùng vẽ vời ra đi lường gạt ở bên Việt Nam, nhưng mà chẳng có một cái hãng máy bay nào, Việt Nam Airlines hay là Vietjet hay bất cứ hãng nào mà ngồi xuống nói chuyện và ký hợp đồng với Hoàng Chí Hùng cả. Mà Hoàng Chí Hùng lập một dự án mà nói nhăng nói nhảm, lường gạt, và đã bị thành phố Đà Nẵng bác bỏ thưa quý vị. Hoàn toàn là không khả thi, vì Hoàng Chí Hùng không phải là có thẩm quyền bất cứ chuyện gì liên quan tới phi trường Houston cả thưa quý vị. Đó là một trò lừa đảo của Hoàng Chí Hùng. Chức nghị viên chỉ tương đương với ủy viên xã, hoàn toàn là không liên quan gì tới phi trường Houston. Nhưng Hoàng Chí Hùng nhử ra một món mồi như là kiếm được hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Và Hoàng Chí Hùng hy vọng là được tiền lệ phí cò mồi 5 triệu đô la thưa quý vị. Sau khi gặp một vài vị lãnh đạo ở Đà Nẵng với một cái danh xưng là tìm hiểu đầu tư kinh doanh ở thành phố Đà Nẵng từ phái đoàn Hoa Kỳ, thì thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu một vài dự án nhỏ cho phái đoàn của Hoàng Chí Hùng, gồm hai tên tay sai tà lọt ở trong văn phòng của Hoàng Chí Hùng. Thì Hoàng Chí Hùng hứa nhăn hứa cùi bỏ chạy rồi quý vị, coi như là nói láo không có tiền, nhưng mà giả dạng đi về Đà Nẵng để tìm hiểu đầu tư kinh doanh du lịch này nọ. Nhưng cuối cùng Hoàng Chí Hùng bỏ chạy mất dạng, không hẹn ngày tái ngộ rồi quý vị. Chúng ta phải lên án những cái tên mà Việt Kiều Hoàng Chí Hùng chống cộng, nhưng mà đã sử dụng những dự án ma để lừa đảo. Tiếp theo Hoàng Chí Hùng tung ra một dự án ma nữa là thành phố kết nghĩa thưa quý vị. Hoàng Chí Hùng rất nghiện ngập trò gọi là kết nghĩa, nhưng mà thật ra đó là trò lừa đảo thưa quý vị. Và cũng đã được Wikipedia là bao nhiêu năm nay viết rất rõ. Ao Hoàng is a former member of the City of Houston City Council. Quý vị nhìn rõ trên màn hình, đây chính là Hoàng Chí Hùng đưa ra. Và chúng ta thấy rằng born May 9, 1962, tức là sinh vào ngày 9 tây tháng 5, 1962, Phan Rang, Tháp Chàm, Việt Nam. Thưa quý vị, rõ ràng là tên Hoàng Chí Hùng này là giấu đầu lòi đuôi, lạy ông tôi ở bộ này. Ngày sinh là ngày 9 tây tháng 5, 1962, và tại Phan Rang, Tháp Chàm. Hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới Nghệ An như Hoàng Chí Hùng nói láo. Và cũng chẳng phải là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Bác Hồ. Quý vị cần phải lên án thật mạnh mẽ trò lừa đảo của tên Hoàng Chí Hùng. Đổi trắng thay đen thưa quý vị. Từ một cái ngày sinh là 9 tây tháng 5, hô biến thành ngày 19 tháng 5. Và tên Hoàng Chí Hùng này chiêu trò lừa đảo lắm thưa quý vị. Và xin quý vị nghe tiếp. Thì đây là một đoạn clip thu từ computer của tôi, clip số 495. Còn cái clip trước là clip 95 của gia đình và fan góc nhìn Hoàng Chí Hùng. Thì trong cái clip 495 góc nhìn Hoàng Chí Hùng này, thì Hoàng Chí Hùng này đã thú nhận rằng
là đã viết sách lên án tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, lên án Hồ Chí Minh rồi quý vị. Một tên chống cộng dã man điên cuồng, một tên tù phản động, bây giờ tìm mọi cách cho uống nước đường, pha một chút nước đường, viết bài bóc phét, coi như là đánh tráo khái niệm, rồi núp sau đó là lật sử, là bịa sử, là láo sử rồi quý vị. Một cái tên mà chống đối Hồ Chí Minh 30 năm. Quyển A Common Quest for Vietnam's Future được viết vào năm 2002, ấn bản năm 2005 mới ra là xuất bản. Thì trong cuốn đó tôi cũng nói thiệt là tôi còn tố cáo tội ác của Cộng sản Việt Nam. Tôi nói là tố cáo mở ngoặc đóng ngoặc, tại vì tôi cũng có quan điểm những cái gì đó nó chưa thay đổi hết được. Có hay không có. Trong đó tôi cũng còn có tố cáo những cái gì đó của cụ Hồ. Và tôi cho rằng là cụ Hồ, thí dụ như vấn đề mà cái chết của nhà cách mạng Phan Bộ Châu, thì tôi cho rằng là cụ Hồ không có ứng xử tốt lành đối với cụ Phan Bộ Châu. Cái đó tôi có biết trong đó, đúng hay không? Có. Quý vị vừa nghe qua những bằng chứng xác đáng từ Hoàng Duy Hùng đưa quý vị, là quý vị thấy rõ ràng tên Hoàng Duy Hùng này là trí trá, gian xảo, lừa đảo thiên hạ thưa quý vị. Một người lên án tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 30 năm, lên án Chủ tịch Hồ Chí Minh, và sau đó thì mới đây bỗng nhiên tung tin mình sinh ra ở Nghệ An, cùng quê Nghệ An với Bác Hồ, rồi sinh ra ngày 19 tháng 5 cùng ngày với ngày sinh của Bác Hồ thưa quý vị. Tên này là một tên lừa bịp, xin thưa quý vị là như vậy, không đáng tin, mà nói thẳng là đang cho một số fan cuồng coi như là tung hô láo liếu, cần đề cao cảnh giác với tên Hoàng Duy Hùng, một tên tù phản động chống phá đất nước 30 năm, một tên từng đặt bom, dự tính đặt bom tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, tượng đài Bác Hồ ở thành phố Hồ Chí Minh, viết xấu bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh hơn 30 năm. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, vì cần tiền, vì cần kiếm cơm, không thật tâm đưa quý vị, giở trò lường gạt, thay đổi ngày sinh tháng đẻ, thay đổi nơi sinh đẻ, bỗng nhiên biến thành Hoàng Duy Hùng cùng quê với Bác Hồ đưa quý vị. Rõ ràng là những bằng chứng trên Wikipedia mà Hoàng Duy Hùng nói, đã biết rõ Hoàng Duy Hùng nhiều năm, thì nói rõ là sinh quán ở Phan Rang, Tháp Chàm thưa quý vị. Thì những cái chiêu trò trí trá gian xảo lừa đảo của một cái tên chống cộng 30 năm, một cái tên tù hình sự phản động chống phá đất nước 30 năm, thì cần phải đề cao cảnh giác và không tin vào bất cứ những cái gì tên này đưa ra thưa quý vị. Đều là những chiêu trò nhìn thì tưởng thật nhưng mà là đồ giả thưa quý vị. Giấy tờ thì đưa ra 19 tháng 5 nhưng mà thật ra đó là dựa vào thế vị khai sanh, khai lại ngày sinh tháng đẻ thưa quý vị, chẳng có gì bí mật cả. Do đó một lần nữa tôi xin yêu cầu quý vị khán thính giả tẩy chay Hoàng Duy Hùng, một tên lừa đảo trắng trợn, giấu đầu lòi đuôi, và với những bằng chứng mà do chính miệng Hoàng Duy Hùng đưa ra thưa quý vị, thì chúng tôi xin nhường quyền kết luận cho quý vị khán thính giả khắp nơi về vấn đề lừa đảo này thưa quý vị. Lừa đảo ngày sinh tháng đẻ rất là trắng trợn. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.